Yeah 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 yeah. Ê, bao ơi, có điện thoại rồi Hải ơi. No no no. Bao lại cái. Sao lại alo, cái cu đồ thì không gửi cái thằng đưa đồ nó thế nào? Còn chờ xe không anh? Cu em nào nhờ? 8 giờ anh mới làm nhá. À ok. Ừ, 8 giờ anh gọi lại cho nhé homie. Ok. Ừ, kêu tao kéo xe nó nghi nghi nữa nhờ. Bắt cóc tao à? Ok. Nhạy cảm đấy nhờ. Nhạy cảm, từ bao giờ anh em mình nhạy cảm với nhau thế nhờ? Ừ, đây tí 8 giờ anh làm xong rồi anh gọi lại kéo xe cho nhá. Ok anh nha. Ok. Alo. Tên đâu nhờ? Con hẻm Easy Food. Đâu ấy? Con hẻm Easy Food, con mẹ à mày. Về gara chở em ra ngoài em thở đấy. Ngày hôm em ngủ ở đây nhiều quá. Vừa qua gara qua con hẻm Easy Food nhá. Hôm qua có vài thằng đòi chém mày đấy. Đi cẩn thận. Ê, anh về anh đón em đi, cái tầm này em bước chân ra ngoài đường một mình không an toàn. Mày đi, người ta không có xe đâu. Cứ đi âm thầm thôi, không qua đây không sao đâu. Thôi, thế tí anh về thì anh gọi em tiếp giấc nữa, tập em ra được, chịu ấy. Ngủ thêm đi, tí tao về rồi tao qua đón nhá. Ok, em ngủ ở under room bên dưới nhá. Ok nhá. Hai gọi nhá. Alo. Alo, hiện có đang kéo xe được anh trai? Nhưng mà kéo về không có thợ sửa là muốn kéo không rồi. Kéo về có người sửa không anh? Không có người sửa. Ôi rồi, okay, anh rồi. Tại vì anh thông cảm nhé, là trời này cũng chưa tới giờ trực nè. Bình thường là 8 giờ bọn em mới làm việc lại thì có thợ sửa em thông báo bọn anh sao? À rồi, cảm ơn anh. Ok anh. My check. Này chạy vô phơm phết đấy chứ. Trông đúng đời luôn đi. Đâu nhờ, cu em ngủ đâu ấy nhờ? Chắc phải ngủ trong mấy dưới. Đấy. Ê, thằng này nó đang nói chuyện với ai á Hải ơi, nghe chậm. Phải test chứ. Thì tí đỏ tét cho ông anh nhá. Đồ ghế, đỏ chấm đẩy nốt 100 cái nữa được 2.000 cái rồi, chờ tí. Ok. Đỏ rồi, tao chém chết mẹ bây giờ. Thằng đỏ đâu rồi? Thằng đỏ. Yo, what's up? Homie nào anh Bảy à? À đây là ông anh của em với anh Khoa à. Gì kêu bằng anh nghe nó sao ấy nhờ, giang hồ mình mày tao thôi anh Bảy ơi. Sao tí chứ, nước tới 2.000 cái. Mày bằng có cậu học mày nhỏ lại, quay đưa. Ừ, quá đứng lúc mà chiều nghe bằng anh mày nói vậy. Anh trai này tên gì đây anh Bảy? À, anh Phan là Phong Sói Ca. Còn anh Phan đây là Phong Sói Ca. Đây nè, em bảo với anh Vân Sói Ca ấy. Vân á, tên Vân. Bây giờ anh em mình nên lựa tên cho anh này như này. Từ từ, có em gái gọi. À, anh nghe em gái ơi. Có về sửa em con xe được không? Anh không phải thợ sửa, anh là thợ kéo à. Ủa, em sửa anh trưởng ca. À, ông em xuống hầm của refund đi rồi anh sửa giùm cho nhé. Ủa, sao phải xuống hầm? Thì cứ xuống hầm đi nhá, rồi anh lên anh sửa xe cho. Xuống hầm vậy. Nhoi. Ok. Alo? Ồ, có sửa xe không em? Chơi hai ma cái gì? Có đại ca, em lên liền nhá. Ngon. Em này em nghi ngờ thằng này chơi hai ma. Anh em lên chơi ông già này, ông có tiền nhiều, ông bố láo lắm. Thì lên lụm bông già này cái. Tới ông kia. Ra ngoài thở đấy. Tí quá. Quang Anh ở trong này bao nhiêu lâu rồi? Giang hồ mà núp như chó vậy Quang Anh. Mày hung lắm mà, Cái đường hô to lắm mà. Từ chiều anh qua nó chở đi, không
cho tí xong thì quanh về cùng từ lúc đấy là... Uê, cu em nào sửa xe đây. Dạy ai looking good man. Cu em mà sửa xe nhờ. Ây dạ. À anh à, em không phải thợ sửa anh hết ơi. Ok. Thợ sửa nó chưa vào, bây giờ em chỉ là kéo được à. Ticket man. Anh cũng không sửa được bún à, anh chỉ là thợ kéo thôi. Ừ, em tưởng anh sửa được. Nào, không có ôm biết rồi, vớ vẩn nhá. Động chạm vào nhá. Ôm là ôm nhá. Sao đây anh ơi? Không phải cứ ôm mà ôm đâu. Hơi nóng tính đấy, nó đấm rồi đấy. Nào, nóng mà. Xa con mèo con đi. Đừng có vớ vẩn, mặc cái áo vào rồi nói chuyện với nhau nha. Chị đến với camera của bọn em à. Mấy em gái nào giờ? Của bọn anh vậy? À, của anh em à. Của anh nào của em vậy? Em gái tóc màu vàng này quen đó nhờ. Quen không nhờ? Quen thế. Hình xăm anh hơi xấu nha. Kìa. Cày đó nhờ. Này bảo anh em chắc là cho mấy thằng em nó làm thêm hình nữa anh ba. Có tí qua phải cho mấy thằng em. Ui dồi ôi. Ôi trời ơi. Đông thế nhờ. Thế tại sao mình hai băng của mình không kết hợp để làm một cái vụ nổ gì lớn lớn đi nhờ? Em gái tôi Red Bull đây à. Ui! Mày đặt xăm mình nữa à? Yeah. À mày có anh em có cái quy của tôi này. Chị ơi sửa em hai con xe vậy. Này, chị vô đi. Em khổ quá. Em xong hết giờ rồi. Em ơi chị đăng nhiều người gì không vậy? Em nói gì chờ chị nhá. Ê, số em số khổ. Này, mà. Em gái Yuri ơi. Chị chân đâu chị nhỉ? Em gái Yuri này là đi làm hơi trễ đó nhá. Chị chân tí là đi xe đạp qua, đi xe đạp qua. Đi sớm trước 7 phút. Như nào nhờ? Ơi, lại một chị gái nữa. Đi sớm 7 phút đáng tuyên dương nhá. Em thấy lâu chị tóc đỏ. Thế hôm nay là sửa xe đi chị gái ơi. Bà đây rồi. Ôi dồi, có nhiều em gái bén quá nhờ. Đang tới sửa xe. Ây da. Đông thế nhờ, đông thế nhờ. Mấy em gái ơi, đi chơi với bọn anh không? Của ai có sửa? Tối. Sửa hết chị ơi, tất cả các cái xe đều sửa chập xe cho chị. Từ từ để đi kéo xe cái Hải ơi. Ai thử xe này nhỉ? Đi thì đi, đông anh em đi cùng với nhau luôn đi. Đây. Alo, cái xe đâu anh nhờ? Ở gara 2 anh ạ. Ok, qua liền nhá. Vâng, em cảm ơn anh. Mà kéo ra gara 2 luôn rồi, hơi nhạy cảm quá nhờ. Ờ anh em ơi, đi hết đây, đi hết đây. Ờ gara 2 nhạy cảm anh ơi. Ừ, kéo ra gara 2 luôn, hơi nhạy cảm đấy. Lên. Quay tí anh em họp cái nhá. Có cái để chơi nè mọi người ơi. Anh em mình kéo ra hai à? Ừ, đi kéo xe. Đi hết với nhau đi. Bây giờ anh em vừa nghe là có cái để chơi hay là có gái để chơi? Có cái để chơi con mẹ mày. Ngồi xuống thắng rồi. Kéo em anh ơi. Sao nhờ? Kéo như thế nào nhờ? Nãy thấy kéo xe là hơi to tiếng đấy nhá. Không, người quen rồi. Chắc kéo xe dễ thôi. Đi anh em ơi. Ông nhìn bọn tôi có gấu không? Gấu các anh ơi. Ui, các anh đi đâu mà? Cái nào cũng làm phi vụ đâu được, từ từ chứ. Tụi em đi kéo xe nè. Đi kéo xe. Ngồi đi Hải. Đây. Khách ngồi, em mở cho anh ngồi nè. Ngồi. Cảm ơn nha. Tụi em là bình thường là kéo xe khu này 500 rồi, có điếm đầu người mà đưa nhá. Mấy ngầu đen của tôi đang cho vay này nhá. Quay, ông bạn ơi. Lãi suất thì không phải bàn. Có muốn vay tiền không nhờ? Tiền nóng em rồi. Chắc là thôi anh ạ. Em là bên bệnh viện thì ăn lương nhà nước rồi thì cũng không cần vay tiền làm gì. Trời ơi, ăn lương nhà nước ít lắm. Hoặc là có ăn em nhiều nè. Alo. Anh em bấm cho. Anh ra làm gì ấy?
À, đang đi với anh em giang hồ giải quyết một số công chuyện đó mà. Anh ra đi kéo xe không? Kéo xe đâu? Có phương tiện anh ơi. Rồi đứng đó đi kéo liền nhá. Ok anh, cảm ơn ạ. Qua qua chỗ 433, 433 mọi người ơi. 433. Ok ok. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh em tập trung 433 mình đi cháy phố tí nha. Đi đâu đây? Qua 433. Đúng 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 đúng. Ê. Ví dụ bây giờ sao? Bây giờ kiểu mình đi gây hấn với người ta thì nó có nên không nhỉ? Bắt cóc, mình bắt cóc người ta ấy. Nghĩ là chắc không rồi. Thấy à, mình cứ đi thu họ đi thằng nào. Hồi nãy thấy mấy ông già kiểu có tiền lắm hả? Tiền cũng cái không bắt cóc phải không? Ông già mà gây cổ. 433, 433, nhà hôm qua. Come in a bit. Mẹ mấy thằng nó bắn hay cái hả ơi, từ 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 từ. Bây giờ anh em chạy phố đi. Đổi đàm nhá, anh em đổi qua. Anh em đổi qua đàm 13 12.78. 12.78, ok. Xong để 11.330 nhá. My check, my check. Về mấy số phút mấy cái cơ nhỉ? 12.18 ạ. Ờ 12.18. 12.78. 12.78 ạ. 78 ạ, rồi. Rồi anh em chạy chậm chậm về Missy Food nhá. Cơ sở đầu tiên này. Ok nhá. Bây giờ phải dàn hàng ngang nhá. Quay trong mắt thế à. Được đấy, được đấy. Trời ơi. Được đấy. Nào chấm da cho anh em tao đi nào. Mẹ Hải ơi, ơi. Để tôi xe tiền, xe tiền đúng không Hải, xe tiền đúng không Hải? À đéo phải, đéo phải, đéo phải. Xe điện nước, xe điện nước. Thành phố đi, thành phố đi. Tụi quen bà hồ đi. Đúng quá, mình chuyện bóng trời đi. Đây, tí mình lấy xe này chọc cảnh sát vui nè. Ngàn chiếc xe trên đường khiến người dân tránh xa. Ở trong đoàn muốn tạo nét tập khuyên mày nên bớt nha. Trong chiếc máy bay gặp lại thì một cước là rất xa. Đây tí quay lại lấy là được. Tí quay lại lấy là được. Mày sẽ thấy chiếc sông hai giáp đang lượn nhẹ như mây. Một hồi rớt đầu hai đèn giữa đường sáng thẳng cây. Nếu mày thích thì đây với ta sẽ thể hiện cho mày thấy. Khi đi lượn với khắp ngoài đại lộ lộn lộn coi kìa. Xe ngãi, xe ngãi, xe ngãi. 450, 750, có mặt hết tại đây. Nếu mày thích thì đây với tao. Đâu đấy? Tới nè, tới nè, anh em mua ngoài rồi nhá. Chơi nhưng em tuyệt nhất. Khi mày có tiền để chơi thì cái kiểu gì cũng là tuyệt nhất. Thành sự thì quán này là wow. Không có ai nữa. Sao đéo có ai chứ nhờ? Cái này là sao nhờ? Kỳ vậy ta. Quán này vắng vậy. Ờ, mà quán này vắng phải liền đấy. Quán ơi. Rồi anh em đổ xăng đi xong quay lại chỗ nãy lấy thêm vài con xe nữa qua quán chú Bảy nhá. Quán thứ 7 là hợp lý đấy. Ê, anh em lên bãi cam với bãi bò ấy, mọi người trên chảnh ấy. Tí lên chảnh chơi. Lên bãi bò được đấy, đông lắm á. Đây là Hà Nội, xịt của tao. Sọc cơ, sọc cơ, sọc cơ. Anh Hải ơi, đổ xăng giùm em anh Hải ơi. Thôi để em đổ nó. Đấy, anh em đổ xăng đi rồi. Thôi. Thôi đổ em ấy. Là sao đâu? À. Ủa, xong để em đổ cho. Thôi để em đổ cho, có gì đâu. Mẹ khùng. Thôi để em đổ cho. Ai đổ được không? Trời ơi, đang đi 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 đi. Đi 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 đi. Anh em phải đi chung nhé, không bị bắt cóc đấy. Đi về cái chỗ nãy lấy thêm xe Quang ơi. Về chỗ nãy lấy thêm xe nhé, anh em chạy chậm chậm thôi. Anh chạy chậm chậm thôi anh em.
Chạy chạy nghe đồn cảnh sát bóp kèn lên nổi nhá. Chạy nghe đồn cảnh sát đi. Đấy được đấy là đồn cảnh sát nào. Đấy đúng rồi, đúng rồi. À, đột đột cái xác có người nè, đột cái xác có người nè. Quéo này. Trong đây có ai chơi vậy? Canada 1 nha, Canada 1 nha, xong quẹo lên bệnh viện này. Cho cả cái thành phố để biết anh em mình là ai nhá. Cho họ biết mình là ông trai nào. Đông bẩn quá đi. Múa quạt đi, múa quạt đi. Uê mày hồ biết lạ không bây giờ. Mày nhóc nào nhờ. Người sao hỏa hay sao ấy, mấy anh trai. Tắt nhạc à, tắt nhạc nói chuyện với anh trai. Tắt nhạc nên nói chuyện với người sao hỏa cái. Ui. Đúng rồi, wow, wow. Anh lấy. Dạ. Siêu nhân xanh, Mac không bị hành. Wow, siêu nhân à. Mac có mùi hành. Siêu nhân đó, cái đó nó không có nhỏ. Này này, bọn anh bảo này, bọn anh đang đi ngoài đường đấy. Bọn anh đi ngoài đường nó hơi khát nước đấy, bọn em cho xin vài cốc trà đá nhờ. Không, tôi khát, tôi thích đường, thích mấy cốc trà sữa nhỉ. Ui. Ui. Ui 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 mấy cô em ơi. Đang nói chuyện chạy ấy. Mà nhiều băng đảng. Nhiều băng đảng quá hôm nay. Đi anh em đi, đi. À, anh em qua độ xe cái nhá. Qua độ xe thu tiền bảo kê cái. Quay chạy kiểu gì đây, chạy kiểu gì đây, trời ơi mấy anh chạy xe kiểu gì không hiểu á. Để xe vào lề đó, xe vào lề vậy, xe mà đỡ đụng vậy, để xe vào lề nè, nói chuyện nè. Mấy cái anh này cái nhở. Thắng như nào nhờ, thắng như nào mà vẫn va vào xe của tôi đấy. Anh đi thẳng mà không biết dùng. Thế bây giờ, như này. Bây giờ như này giải quyết nhanh gọn lẹ là xe tôi nó cũng chạy suốt nhẹ nhẹ thôi. Xin 1.000 sửa cái thân vỏ nhá. À 2.000 luôn à? Ngon. Ngon đấy, ngon đấy. Được đấy, được đấy. Được anh, cảm ơn cảnh sát nhá. 2.000 là mỗi anh em mà được nhiêu ta? Quen biết mà. Chưa 6 được 50 à? Mỗi người được nhiêu? Được 150 hả? 300. 300, 300 rồi, đứng xếp hàng đi, đứng xếp hàng lấy tiền nào. Rồi, mỗi thằng 3 nốt này, đồng lương đầu tiên trong ngày hôm nay này. Mỗi thằng 3 nốt này. Mỗi thằng 3 nốt. Thôi, tí tổng tổng á. À, tí mình tổng, mình tổng kết mình đấy cho. Đúng rồi, có nương rồi đấy, giang hồ cũng giàu lắm chứ, còn mẹ nó. Đi anh em ơi, qua đổ xe đi. Nhầm xe hả bạn? Nhầm xe rồi đó. Mày đổ xe hả? Mày đổ xe hả? À, đổ xe xếp ơi. Cho tôi đi vào anh, tôi đổi hết đi. Đi. Qua mà nhìn ké là phải thu tiền nhá. Đây, tôi dẫn đầu đọc báo cho. Này, này, làm cảnh sát mà chạy sai đường là như thế nào nhờ? Sếp biết bố quạt không? Ôi dồi ôi, Hải ơi. Con mày còn giang hồ bẩn à. Con mẹ làm anh em chất vãi lì tề. Thằng có xe cảnh sát trong đây giờ. Ê tăng 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 tăng. Uầy 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 uầy. Ai vậy, ai vậy? Ai mày quá căng quá căng quá. Ai vậy? Sao có xe tiền đây nhờ? Xe tiền đúng không? Đen à? Vô anh em vô này, mở nhạc hải. Mở nhạc anh em giang hồ đi. Hai tên cùng nhau. Sao bây giờ? Sao bây giờ?
Nào vậy mình làm quen với nhau đi mấy em gái. Em đầu tiên là tên gì nhỉ? Mày bà tẹt đúng không? Thằng đầu học mày. Em gái ơi, tên gì đấy? Mình giang hồ mình không được hỏi tên hả? Ý là cái nickname ở trong giang hồ của tụi em là cái gì ấy? Con chó. Ok. Ấy. Ok. Thầy ơi, cứng con anh à. Anh ơi. Em tên là con chó. Thầy ơi. Thế thằng em của anh là con voi. Cún đi em à. Tên là con chó. Tên giang hồ của em này tên là Ai Voi nha. Ai Voi à. Ôi, anh bảo nè. Tên là hãy nặng ký vào đấy. Anh bảo nè mấy em gái ơi. Ai Voi có cái giòi nhỏ nhỏ hả? Anh bảo này, bọn anh ấy dạo này là cũng làm việc căng thẳng mệt mỏi quá, không biết mấy em có rảnh đi chơi với bọn anh không nhờ. Đi chơi với bọn anh đi, vui lắm. Là bọn anh đi chơi bọn em hay bọn em đi chơi bọn anh hay là bọn anh đi bọn em nào? Hai bọn mình đi chơi với nhau. Thì hai với mình hai anh nha. Hai bọn mình kết hợp chơi chung với nhau. Đấy. Chơi cái gì? Chơi có ra tiền ra bạc hay không? Chơi phải ra tiền chứ, nhiều khi là nó ra cái sản phẩm thứ ba cũng không chừng. Cảnh sát mà. Cổng ga hay là chúng mình phải đi có cứ cảnh sát nó đứt cái nó nghe lén kìa. Đua xe đó. Có cảnh sát nghe lén đó. Có cứ cảnh sát nó nghe lén kìa. Mình đi chơi thôi mà, đâu có làm gì đâu. Thấy bọn em có rảnh không? Đi chơi với bọn anh. Đi với tụi anh thì tụi em được cái gì? Em mày chỉ bảo đáp hồ, nhưng mà 9 giờ mẹ gọi về nhà lắm mày. Đây, bọn anh thì bọn anh thì không được cái gì, bọn anh là đang nắm trong tay là cơ sở Missy Food, bãi cá Chu Đồn, The Rarong Santo với lại quán bar của Thiên Ngốc và bọn anh bảo kê. Bọn anh bảo kê trong cái thành phố này. Còn gì nữa? Nghe nó cứ sai thế nào ấy nhỉ? À sai à, thế đúng bây rồi. Giờ bọn em muốn đi thu vào tiền bảo kê chung với anh không? Không. Ở đây chỉ có muốn Ai bảo kê thôi. Ai bảo kê nhỉ? Cái gì ạ? À? Đây ai sao? Ai bảo kê đấy nhỉ? À bên này ạ, bên này. Bên đây bảo kê này. Tụi này bảo kê này. Tụi em là bảo kê anh nè. Không bên này ạ, bên này. Anh cảnh sát biết bảo kê gì không? Tụi em bảo toàn tính mạng, bảo kê lẫn nhau mà anh. Đúng rồi, bảo vệ lẫn nhau đó. Đúng rồi, đúng rồi, đó. Tụi em ôm nhau rồi đó. Em gái này nói chí phải đấy. Cái tay không được nha. Anh là hội bên kia với hội bên này là cũng ngang ngửa nhau đấy. Anh là thích em rồi đấy, thế bây giờ. Người bà ngờ quê mới được. Tới đây ơi, đó đây. Nè, thế bây giờ mình chia cặp ra đi chơi với nhau là hợp lý này. Tôi không phải muốn. Tôi tên là Beo. Cái găng à? Beo. Đây là Beo. Meo. Chị em mà đi với một anh thì các anh không chịu nổi đâu. Hai người. À. Ôi giời ơi. Ôi giời. Thế bây giờ anh bảo này, bọn em có bao nhiêu người cứ gọi hết đi, bọn anh cân được hết. Một mình bọn anh là phải ba em đấy. Tụi em tới hơn 12 con giáp lận đó anh. Ấy à. Chạy rồi. Được tới nhà thế bọn em. Bên này là 10 em đó. Em cứ gọi cho anh đi. 10 em. Bữa mà kêu 20 mà sao giảm 10 rồi. Ê, đẹp ơi. Hôm qua con nhỏ mày gọi lên nó tươi phết nhờ. Được đấy. Cái con mà ngồi trên đùi đép đấy trông con ấy. Con mấy á các thứ. Con đó, vòng 3 nở. Vòng 3 nở đấy. Huynh nói gì không? Nó cầm phết đấy. Nó hổ chiến đấy à. Giang hồ đi chơi gái thế nhỉ. Ủa mà nãy giờ có ai thấy chị mèo không mọi người? Mèo là ai đó? Mèo là bé nào nhờ? Bé hai chỏm tóc vàng đó. À con bé đó mấy hôm nay tôi cũng để ý con bé đó trông mông to đấy. Tôi thích đấy, gu tôi đấy. Ôi giời. Có ở đây là tôi tát vào mông như thế này nè. Phải cúi xuống mình tát. À.
Đó mình tức vậy nè. Đi ba chơi đi. Mình lên ba chơi á. Ây à. Qua đi chơi, qua đi chơi đi. Cho bọn anh lên ba với. Em mày có ba nữa hả? Đã đủ tuổi vào ba đâu. Cho bọn anh đi ba đi. Tuổi thì không đủ nhưng mà tuổi giang hồ thì đủ nha. Ôi giời ơi. Để về nhà em lấy chục viên thuốc lắc rồi đó. Gì vậy anh bảy? Gì bảy có ơi. Ôi, nghe không được, nghe gì lắc lắc lú lú gì nhỉ? Kiều Vũ, Kiều Vũ lắc cây lắc cây. Kiều Vũ. Để tôi kiểm tra ngân hàng của con tôi. Trời ơi, giang hồ thiếu tiền. Trời ơi, giang hồ nghèo. Nghèo còn tiền mặt không chứ tiền ở trong ngân hàng hết rồi. Em xin phép về trước. Alo. À em à, đem 5 triệu qua hôm nay đi chơi với mấy chị trong thành phố tí nhá. Như là hình như à, 5 triệu đủ không mấy chị ơi? Nó cấm mấy người tóc dài như tôi đó. Sao anh lại tự gọi cho bản thân là sao hả? Đâu anh gọi cho mình. Trời ơi. Con mẹ mày. Alo. Chơi. Ôi, vậy tán đi, giang hồ bỏ. Giang hồ này không có tiền, giang hồ chơi hả chị? Trời tới công chuyện thiệt. Thế bây giờ như thế này này, bọn em lên ba chơi với bọn anh không? Bọn anh lo. Hết bao nhiêu anh trả bọn anh trả được. Anh lo em bao. Nhớ. Bọn anh, bọn anh lo vô, còn bọn em lo ra, được chưa? Thế mà cũng dụ. Dạ, bỏ. Thì đi nè. Chứ còn gì, lo vô tụi em lo. Lên ba chơi đi. Đi, lên ba chơi nè. Lên ba chơi đi. Thế anh em mình cũng lên ba chơi đi giờ. Có tiền nhiều quá, chẳng biết làm gì. Đi, đi lên ba chơi đi. Kiếm chỗ nào tốt đi. Lên lấy cái bàn đối diện luôn. Lên lấy cái bàn đối diện luôn. Bạn thả hộ tôi, mai tôi chuyển khoản lại nữa Hải ơi. Hai quên ví rồi. Đi 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 đi. Đi đi. Alo, xe Hải rồi, xe Hải. Nãy đổ sang em rồi, bây giờ em bao anh từ từ nó mà gái đi siêu xe không ảo ấy rồi. Ôi trời ơi. Mình là giang hồ dởm, mình đi xe như thế này được rồi. Đi đi nào. Nào, em gái ơi. Quay quay quay. Bản thân cho phụ nữ là má sai lầm. Em gái chạy hơi ẩu quá giờ. Trong trường hợp này em xin phép ông quay đầu trước nha. Em gái ơi. Có bằng lợi gì thì bị cận. À thế à, thế à. Thế thôi cận thì cứ bỏ qua đi. Cận thì cứ bỏ qua đi. Lỗi bọn em. Lỗi bọn em, bọn em hơi cận đấy. Em đi cận. Không sao nhá. Kính hình như tăng độ. Đi 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 đi. Áo bảo là quay đầu rồi không chịu. Bôi đá qua camera em check xem có xe nào nữa xong lên. Ấy, có ai gớt này. Đá qua camera xong có gì em check em. Ôi. Camera nào, camera nào. Camera refund nữa. Gì giang hồ gì đi bộ này. Có giang hồ gì đi bộ. Thế này là thế nào đấy à? Này 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 này, thấy hết rồi nha, thấy hết rồi nha. Giải quyết không ổn thỏa là không được đấy. Các anh dừng giữa đường này. Ê, quay, quay, quay. Quay, quay, quay. Tôi lên đèn rồi là đang đi bắt tội phạm đồng hồ mà ở kia. Ôi, bọn anh lên đèn rồi anh bắt tội phạm là anh muốn chạy như nào anh chạy hả? Muốn tông ai anh tông à? Muốn tông như ai anh tông à? Ờ nhưng mà anh đi người chưa mà. Xem thử tính mạng của giang hồ. Anh dừng dưới đường mà. Anh dừng dưới đường mà. Bọn tôi đang đường nào đường ngược chiều nhờ. Đây 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 tôi gọi ship. Anh dừng dưới đường mà ở kia. Tôi gọi ship qua anh lại nhá. Ở kia anh dừng dưới đường thì tôi tông giúp anh, tông thắng kia tôi. Đây đây là tụi tôi dừng dưới đường. Tôi gọi ship qua anh lại. Alo. Alo. Ờ anh qua 383 giải quyết cho tôi, có anh cảnh sát đông tôi mà anh bảo là lỗi tôi này. Cảnh sát đâm bạn mà bảo lỗi bạn á. Đúng rồi, đâm từ sau lưng đâm tới, bọn tôi té gãy hai bên xương sườn rồi. Từ sau lưng đâm tới. Đúng rồi, sau đít đâm tới. Anh cứ qua đây đi nhá. Bạn gọi 911 đi, bạn gọi 911 đi. Hỗ trợ tôi. Làm căng vụ này mới được. Anh em thấy rõ ràng nhá, anh em thấy rõ ràng nhá. Thấy hết nha, thấy hết nha. Thấy hết. Đây này, đang đi chậm chậm giữa ngã tư này, xong rồi tông vào đít này. Thấy rõ ràng đây mà, hai con mắt ở trên của em chứ con mắt nhỏ em chưa thấy luôn đấy. Có 60km. Thế là con bẹp bẹp của anh Bảy là mở mắt chưa? Mở mắt rồi, trời ơi. Đây, có ship tới này. Thấy bình minh rồi hả? Ai là xà như nào ấy. Đây, 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 đây. Con bẹp bẹp thấy bình minh.
À, đồng chí quay ơi. Nghe báo có cái đồ hộp chạy từ hướng kia chạy xuống. Thì đến đây công hai anh gì lại đứng dưới đây nè, đứng quay lại. Trời ơi. Không phải là đứng mà bọn tôi đang đi với tốc độ chậm. Bọn tôi đang đi tốc độ chậm xong rồi anh Tâm còn đích bọn tôi. Xong rồi anh hạ tốc độ xuống là bọn tôi phản ứng cho kịp. Tụi tôi đang tuân luật giao thông với sếp. Từ từ bình tĩnh. Dạ mọi người bớt nguyên nhân này. Mọi người bớt một câu, bớt một câu đi. Về như nào, về chuyện như nào, đầu đuôi như nào. Đây, để tôi kể cho đầu đuôi như thế này. Là lúc tụi tôi vừa từ độ xe ra, tụi tôi chạy ngoài đường thì có gặp một em gái giữa len đó, em gái nó bén quá, xinh quá, bọn tôi có quay lại nhìn. Thì chạy với cái tốc độ là chậm chậm chứ không dừng hẳn nhá. Thì chậm, chậm. Thì đằng ở sau, đường đằng sau lưng là có. Đằng sau lưng là có cái anh ship này nè, anh tông một phát xe tôi bay vào đây, tôi với anh em tôi té. Đấy. Không, anh bảo là anh đang đi làm nhiệm vụ, anh chạy nhanh. Bi Long nói gì? Để Bi Long nói nè. Xe đang đi dừng ngay giữa ngã tư đây này đấy. Em đang đi xe, đang lắc mấy người, cái người đi xe máy thì, thế thì anh... xe này dừng giữa đường là em thắng không kịp. Thì anh cũng phải kiểm soát tốc độ anh chứ. Em đi cùng em thắng không kịp đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đi chậm lắm. Em đang bật bật nhìn bản đồ mà. Chung là thôi. Thôi cứ đền bù anh nào đền bù xe đấy rồi. À, đây anh đại ca của tôi nhá. Rồi. Xe xe đấy. Để tôi kiểm tra xe đó. Hư hỏng. Ơi. Ơi. Đền bù rồi. Đấy đấy luôn rồi. Đấy luôn rồi này. Rồi chờ rồi mọi người. Mọi người như xe này hơi lạ đó. Xe này hơi lạ mất. Rồi, đi cứ đền bù xe cho em, đền bù. Ông nói chứ anh cho tôi xin coi như là 200 mà tiền nước thôi, xe là cũng hư hỏng, nó không có nhiều. Mỗi người 100 hả? Không, ý là mình tôi 200 thôi, một mình tôi 200 là được rồi. Bây giờ đưa, nói chung thì thôi, thì bây giờ thôi. Cứ ai cũng không cố ý. Đấy, ba chậm không ai cố ý hết xíu rồi. Ba chậm không cố ý hết rồi. Hơi vội tí nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Anh thông cảm nha. Lần sau anh đi cẩn thận nhá. 200 thôi xíu rồi, 200 thôi. Là được rồi. Sương sương anh em uống nước giảng hòa thôi. Đúng rồi. Xe này về bọn tôi cũng làm lại được. Cái mà cầm điện thoại lại chiếm rồi. Nói chung thì không sao. Thì bạn thông cảm cho nha, tại vì đang làm nhiệm vụ đấy. Không sao, tôi thông cảm mà. Thì lúc đầu là cái ship này bảo là chạy hơi nhanh, là có va vào tôi là giải quyết xong rồi. Mấy anh cũng đang muốn gọi là giải quyết mấy cái vấn đề gọi là ok sếp nha, không có gì không có hết hết. Xin lỗi các anh nha, tôi cũng đang vội. Rồi em xin lỗi sếp nhá, em do mãi ngắm con bé kia nó bén quá. Xin lỗi sếp, bé kia đã quá sếp à. Cái gì vậy anh Bảy? Bảy cò à, nhớ tôi mày cò mày. Dễ sao, nhỏ đó nhảy lắm. Nhảy dữ lắm. Mình bị trừ 1 hay sao á. Còn nữa mà. Nhảy ghê lắm ấy. Anh Bảy ơi. Thì còn đâu mất 1 nữa nhờ. 5 rồi nha anh Bảy. Mất hết 1 người rồi nhờ. Hồi wow rồi. Đúng rồi, để giờ bên anh là không thấy. Anh Bảy ơi, con bé kia là cà rết của thằng đe, thằng Hoàng màn trinh. Ở kìa. Mà ăn con mẹ hơi nóng đi anh Bảy. Con bé đó. Đứng yên nè. Xin lỗi mày. Đó là Hoàng mà. Đi qua bệnh, đi qua bệnh. Ơi. Ơi da, không biết. Không sao, Bình Lộc ơi, cái gì đâu. Rồi. Lên xe đi ông mày, má bị trừ một. Bình Lộc một con xe đi đép ơi, qua bệnh lấy thêm xe. Đi qua bệnh chứ, đi qua chỗ 43 coi có xe không phải ơi. Đi lên xe. Đây. Quang Anh là chưa mất tiêu rồi đấy. Thằng Hiếu gì đó. Nhanh lên ba chơi với mấy em gái à. Dạ lắc rồi. Đi lên bán qua đi, không có xe rồi. Má có gì về gara thì Phan đón Trần Linh với cả. Nghe bố ơi. Đi về ao thôi thì phải. Quang này. Con hỏi thúc lắc cái mày mà tối nay bố khỏi đợi con nha, tối nay con ba chơi rồi. Tối nay con lên ba chơi rồi, bố khỏi chờ cửa con nha. Không có xe mình lên ba luôn hả? Bây giờ mày thích nhỏ nào đi, tí cho bạn qua nói chuyện cho. Thì đã có đối tượng đâu. Thì bây giờ cứ lên. Thường là tao không đi tán. Thì bây giờ cứ. Người ta tự tối thôi. Thì bây giờ cứ lên trên đấy chơi đã. Rồi ai trong mục tiêu, trong đối tượng đã. Rồi mình tính tiếp. Ok. Bây giờ tôi điều phân không đi chơi chung nhá. Thường là mày sẽ như thế nào? Bình thường đúng không? Tao cũng vậy, tao đó giờ, ví dụ tao sẽ kiểu cool ngầu á, Quang à.
ta lên ba ta làm dễ cool ngầu kiểu lạnh lùng ấy, xong là mình là bạn... chịu khóa thấp á hả? Đúng rồi, mấy bạn nữ sẽ kiểu uầy anh bô nè đấy, sẽ tự làm quen với tao đấy, anh này cống mà đúng không mày, à mày về auto refund xong rồi đi chung. Đi 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 đi. Nghe không? Rồi, nghe rồi. Bây giờ mới nghe, bây giờ mới nghe. Trong mồm đây. Trời ơi, lỗi lỗi lỗi. Đi 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 đâu anh ơi. Không hỏi đấy, không hỏi đấy. Bao giờ để? Đây, quẹo trái này, quẹo trái này. Quẹo đâu? Bên phải, bên phải. Má, không có bao giờ đi ba. Lần đầu đi hả? Ôi. Trời ơi, nhạc gì nghe quê đi. Anh Hải ơi, cho miếng nhạc nào. Nhạc nào nghe, nhạc nghe quê, nhạc nghe quê đó à. Quê đó, tí vào đây mở nhạc. Mở playlist 50 bản nhạc hay hả? Nhạc hơi quê nhá, nhạc nhạc hơi quê đấy. Top 50 bản nhạc DJ hay nhất hả? Ôi giời đông đấy. Rẻ tiền đấy nhờ. Ô à. Xe của em đó. Tí cho mày phải vô mày cho một okay, cái bài okay, nhạc okay. Gì đó thật là căng đó. Đây đây có à, cho con Hải này, có thằng Hải này, có thằng Miếu này. Quay hay là anh em mình chậm. Sợ thủng măng nghĩ thôi. Anh em mình chậm hết cái xe này về đi nhờ. Chào. Chia bẻ khóa đi. Em cướp con này, em cướp con này. Ê có mấy ông, ơi có mấy ông già vô ba chơi đó kìa. Ngoài à mấy ông đụng chuyện với mấy ông này. Mấy ông này lên chắc là dành mấy bạn nữ với mình nè. Gan nhờ, quạo rồi đấy. Tí mình nhậu xong mình kiếm chuyện đơm mấy ông già luôn nè. Có mấy ông già vô, có mấy ông già vô. Ơ kìa. À Win Bow Y Văn. Quay, quay, quay. Chào luôn, chào luôn, chào vô chung luôn. Vô, vô, vô. What up, dog? Ý anh em phải lấy số và đưa đại ca Linh nhá. Lấy số em nào xinh nhất cái ba này. Lúc nãy tao thấy có con em là cũng quen quen với anh Linh rồi đấy. Em nào quá nhở? Em phải đầu bạc không? Cũng được đấy. Em đầu bạc ở trong cũng được đấy. Thì anh trai mặt cười. 10 điểm cho anh Linh đấy. Vô 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 nè anh em vô nhá. Vô chơi vui vẻ nè. Đi này anh em chơi hết lắc nhá, hết bao nhiêu hải trà. Cá ngừ 6 người trong một kia gia đình có hai con vợ giờ tầm hạnh. Tí nữa chú mới đem qua hả? Chú là ai vậy? À đủ mỗi người một bé. Ôi ta. Quay. Dạ. Em gái ơi đổi nhạc giùm anh cái. Đổi cái nhạc sung sung em ơi. Đổi nhạc căng giùm anh. Đổi nhạc căng giùm anh. Ai muốn quán này hoạt động không nhờ? Em hỗ trợ âm thanh rồi. Em hỗ trợ âm thanh rồi. Ui, mọi người ơi, vừa khít người luôn. Mọi người lên chọn dần đi. Đấy, lên chọn đi, lên chọn đi. Quẹo lửa đi, quẹo lửa đi. Quẹo lửa đi. Quẹo lửa đi, quẹo lửa đi. Rồi đang đi chết ghê. Ui. 1, 2, 3, dance. Ây da, ây da. Đổi nhạc đi Hải ơi, đổi nhạc Hải ơi. Đổi nhạc nó không có nhờ, đổi nhạc nó không có nhờ. Đâu rồi, anh Thi đâu rồi? Trên lòng có bạn đó anh. Anh Thi ngốc đâu rồi hả? Lên mạng chạy. Đi ngốc ơi, đổi nhạc đi, đổi nhạc đi. Đổi nhạc nó không á nhờ. Đây Hải bắt nhạc đi Hải. Trời ơi, nhạc này đi về luôn á chứ. Ơi, chỗ này là chị em anh bảo em lịch sử em anh ơi. Mở nhạc đi Hải. Không bây giờ đông như thế này mình làm cái chương trình ca nhạc bây giờ. Rồi, đúng rồi, ca nhạc. Mình hát cho nhau nghe đi, mình hát cho nhau nghe đi.
Hát đi, tắt đi, tắt đi, hát luôn. Hát đi. Cho hát đi, cho hát đã. Cho hát đi, cho hát đi. Không cho hát à? Có anh ơi, là giờ muốn hát hay là giờ muốn nhạc đây? Hát đi, bọn anh có ca sĩ, bọn anh có ca sĩ. Em xuống nhạc xíu nha mấy chị. Xuống nhạc đi. Rồi đó, mấy anh trai lên hát nè. Bây giờ chị cho bảo vệ ngoài kia giúp em với nhá. Ủa, sao đi ba lại hát cho nhau nghe là sao? Hát. Đấy, thấy chưa mấy anh, này mấy anh muốn đó. Bây giờ mấy chị, anh thấy không chị? Nhưng mà cái nhạc này nó không căng. Đấy. Thì bây giờ anh muốn nhạc nào? Anh có cái nhạc nào anh nói đi. Chỗ em là DJ nào cũng có. Hải ơi. Là làm DJ Hải ơi. Rap the beat. Nãy giờ đưa em cái link đi nè, em lên em quốc nè. Xin con biết 3K. Em fan ấy. Đưa em cái tên cái nhạc mà anh muốn thôi là được rồi đó. Quay. Đây rồi, em để rượu đây nha. Nhưng mà nghe nó không to. Tôi biết xíu vậy mấy anh. Hải ơi, gửi link đi Hải ơi. Hải ơi, cậu Hải gửi link cho chủ quán đi. Còn Hải gửi link cho chủ quán đi. Hải ơi, anh đưa cho em cái tên đi. Ở đây mấy chú thấy chùa vui không, quá. Không, cái bài này nó phải có link. Đúng rồi, gửi link cho đứng bài nhảy luôn đi mấy chú ơi. Gửi link cho mấy thi đi. Gửi qua Discord đi Hải. Đây, lịch sự tí đi anh ơi. Nghe có cái link này. Tí nữa mình chơi trò chơi đập mắt bắt lợn nhé. Ê da, thì thế rồi. Chú kì ơi. Bà lô ơi, bà lô. Tí nữa. Anh lịch sự mà. Lịch sự mà. Lịch sự mà kìa. Được đấy, được đấy. Quay. Anh em dàn hàng, anh em dàn hàng ra nhảy cho chị em sợ nào. Nhảy đi. Lên đây. Nhảy đi anh em ơi. Đẹp nha. Lên đây anh em ơi, lên đây. Anh em muốn ngủ đã. Anh em muốn ngủ cái đã. Muốn ngủ đi, lấy ngủ đi. Đồng khởi đi. Nào anh em đâu rồi, đồng khởi đi. Vô nè anh Phải ơi. 1, 2, 3, vô. Uống đi. Hết nhau, hết nha. Rồi ba, bây giờ nè anh em 1, 2, 3 fit dance này, fit dance nhá. Fit dance nhá. Fit dance nhá, fit dance nhá. Đàn sáu đúng không? Từ từ anh em ra đây đứng theo hàng nó mới đẹp. Ấy. Lên trên đây, đứng theo hàng đi. Đấy. Đứng đây, đúng rồi, vô đi. Đen mấy mà cơ trưởng hải giới này. Điểm đi. Boom.
Mà từng anh em qua mời chị em lên. Thằng Hải đã, nên kêu Hải đã.
Hải ơi. Hải ơi. Ôi. Dạ, dạ. Vợ, vợ mày lên chơi, vợ mày lên chơi. Mày đâu rồi? Vợ mày lên. Vợ mày lên chơi với chị em không sao đâu, chơi đi. Dạ, vợ mày lên chơi, vợ mày lên chơi. Dạ, vợ mày lên chơi. Không sao, không sao, vợ mày chơi căng lắm. Vô đi, mời mọi người một ly nào. Mời, mời mọi người một ly nha. Anh mời em gái tóc xanh nha. Ai vô này, vô này, vô này. 1, 2, 3 vô này. Uống đi em ơi, uống đi em ơi. Em gái này bé. Anh xin lỗi nha, anh say quá, anh say quá. Anh hơi say, anh hơi say. Ok á, ok á. Anh hơi say, anh hơi say. Quậy, ngán quá liền kìa. À, đứng theo hàng đi anh em ơi. Chuẩn bị lên tàu nào. Chuẩn bị lên tàu nào. Vô đi anh em mình vô cái đoàn tàu đi giờ. Vô đoàn tàu đi, vô cái đoàn tàu đi. Vô này, vô này. Đem sáu nhá, đem sáu nhá. 1, 2, 3. Đây, 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 đây. Chơi chứ anh em, mấy hôm nay căng thẳng lắm rồi, bây giờ mình phải chơi chứ. Woo! Sao đây, sao đây? Ok, anh Bảo này cho vài dancer nhảy đi em. Cho vài dancer nhảy đi Thi ư. Cho dancer đi, cho dancer nhảy đi. Chơi đi cậu Hải ơi. Uống đi, uống đi, anh em uống đi. Uống nè, anh em vô nè, vô nè, vô nè. Ừ, đã, ờ, vô, vô, vô nè, vô nè. Vô nè, vô nè, vô nè, vô nè. Đâu, 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 vô đâu, vô đâu, 1, 2, 3 này. 2, 3, uống đi, uống đi. À, em gái tóc xanh nào bén đó nhờ. Đấy, được đấy, được đấy. Được đấy, được đấy. Được đấy, được đấy. Mê quá Hải ơi, mê quá cậu Hải ơi. Mấy chú ơi lên chơi mấy chú ơi. Mấy chú ơi lên chơi có mềm tươi lắm mấy chú ơi. Lên chơi đi có mềm tươi lắm. Ui, sexy quá mấy em ơi. Sexy quá, sexy quá. Sexy quá. Em gái này phải tên bún không nhờ. À Bèo á, anh chào Bèo nhá, anh là Bô nhá. Hình như là anh thấy hai đứa mình là quen nhau từ khi nào đấy. Quen lắm, nhìn em quen lắm. Ừ. Em có ra hay thường lên đây không? Thầy à, hèn gì anh thấy em quen quá. Anh chào em nhé, anh tên là Khoa điểm G, cho ông hỏi anh em đôn chè nhá. Em là
không giao lưu ấy á. Tao đâu chưa. Tao đâu nào. Ây da. Hải ơi, Hải ơi, nói nghe nè Hải. Hải ơi, nói nghe này. Đi về đi cho em nó trả tiền. Ê, sao khóa cửa rồi? Ê, mà tay tay mày cứ đúc ngoài đây Hải, đúc ngoài đây. Alo. Có ai trong đàm mày vậy? Dưới. Em ơi, có ai thấy bún đâu không? Bún nó đang nhảy sexy ở trên ba này. Đang trên ba này, trên ba. Lên ba chị vô đi ơi. Lên ba đi chị ơi. Chúng mày để tao đi làm một chúng mày đi ba. Hải ơi. Đâu, con lên chú trên bọc kia. Lên quẩy đâu. Báo công, báo cả check ở đây này, anh vừa thét đến tìm nhá. Báo ẩn danh cơ, báo ẩn danh. Báo cảnh sát 911AD, 911AD để báo ẩn danh. Tụi nó che đồ cho đây này. Đúng rồi, báo đi. Đây, mày báo đi. Báo đi. 911AD, 911AD. Nó chứ núp rồi. Coi ai sập nhá. Đi, Hải ơi. Đây nhá, bây giờ tao kêu mấy em lên lầu ngồi với mày được chưa? Thôi, không. Tao vậy. Thôi, em mới lên chơi bài với thôi. Chơi đi. Chơi đi. Đây à, dẫn chơi căng nó đông đông kìa. Đây rồi, ra đây. Ê, anh em đi gì à, cho bảy gà và trả tiền đi. Tự nhiên thấy nhiều chồng quá vậy em đây. Em đang định bảo là bé trước đi. Anh để qua bên này cho đơn nào. Yeah. Cho về. Dạ. Vô anh em đi gái ra. Có anh rồi. Xỉn quá. Cái gì? Đang ngoài hút điếu thuốc vào bây giờ anh ơi. Ông gọi đâu hết rồi kìa. Cảm ơn. Kia đi đâu hết rồi chị Cáo. Mấy anh kia đâu? Núp trong đây luôn anh em, để thì thầm núp trong đây nha. Anh ấy kêu là khóa cửa rồi. Núp vô đây. Núp vô đây. Đâu hết rồi. Bọn em về trước rồi anh Bảy, anh tính bill giùm em nha. Chạy rồi, đụng bỏ chạy rồi. Tụi em quên không mang tiền anh Bảy. Em quên đi tí về em thấy người nhà gọi là bội quá, tính tình giùm đi. Đúng rồi. Hết rồi anh ơi. Anh em lúc đầu hết rồi. Anh. Bọn em về rồi anh Bảy ơi. Anh gọi đổ xe em về gấp anh ơi. Em về gấp của anh ơi, phải sửa xe. Đúng. Thôi à, bây giờ bán ngô rồi, chạy đi bán ngô này. Anh cứ đứng đây anh gọi đi anh ơi. Anh không cần đi đâu hết. Bây giờ cửa đã khóa hết rồi. Tí ra anh em cứ núp tí gì kìa. Dạ. Để đi thầm rồi đấy không. Cửa này khóa luôn đi mấy chị ơi. Khóa hết rồi. Em đã bảo rồi mà, khóa cửa đi. Nghe cái mùi này không thơm cho anh dầm mờ. Em đã bảo từ đầu rồi ơi. Trời ơi anh ơi, nghĩ sao bây giờ, thay vì
thay vì con trai là phải trả bạn trai gái cho tiền gái thôi. Bây giờ là mấy anh phải trả thêm cho mấy chị gái nữa nè. Ra trả còn hãy ơi. Bảo nãy giờ anh em mình đi tiểu chứ. Thì bây giờ còn anh em nữa. Ôi! Sao nhờ? Sao vô chưa? Sao đấy? Sao đấy? Sao đấy? Bao nhiêu tiền cái nhà? Bao nhiêu tiền cái nhà? Là giờ sao em hỏi nè, bây giờ mấy anh có muốn thả cho mấy bạn nữ luôn không? Hay là bạn anh này chưa? Thả cho mấy bạn nữ là sao? Em hỏi là có trả cho mấy bạn nữ thì là thuộc em. Quen có quen đâu, có quen đâu nhờ. Quen không quen thì bên bạn anh chỉ là 15 combo thôi là cũng khoảng 40.000. À ok, cứ ghi cho bọn anh đi, cứ ghi cho bọn anh đi. Đấy, em ghi rồi. Tình hết mà là tình hết riêng cho mỗi bên. Đi mà mấy anh cứ bình tĩnh, trời ơi mấy anh bình tĩnh chứ không có mấy nghìn. Bây giờ anh đúng em tổng đây trả hết cho. Em tổng quá đơn hôm nay bao nhiêu tiền ghi cho Linh Trần. À ghi cho Linh Trần rồi. Ghi cho em cái gì ghi cho Dép đi chị ơi. Thôi Dép trả đi, bữa sau tụi anh trả. Đây. À vậy là đi qua cho Dép hết hả? Thôi để em anh lên số 1, anh lên số 1. Thôi bảo này đưa. Để cho Hải nó trả đi để chia ra. Để cho Hải nó trả đi để chia ra. Bảy gà ơi anh đâu rồi bảy gà? Mày hút thuốc ngoài, mày đang đeo hút thuốc ngoài đây này. Hưng ơi, anh bảo này. Thấy là Hải là Hải nó ôm ai đấy. Hải chồng em ấy, Hải nó ôm ai đấy. Đây trong ba nè. Anh em về đi, anh em về đi. Về đi. Bao nhiêu tiền đấy Hải? Còn linh bảo nhiễm bao nhiêu tiền trả cho nó đi, xong anh em mình chia ra cho nó tiện. Nghe em nói nè. Tập trung em nói nè, ngày hôm nay là anh Linh Trần bao tất cả mọi người nhá. Hôm nay là anh Linh Trần bao mọi người, cho Linh Trần một tràng pháo tay nhá mọi người nhá. Đây một tràng pháo. Đây Linh Trần bao, đây Linh Trần bao. Đây, cảm ơn. Đỉnh quá. Dạ, Bèo ơi anh về nhá. Bye bye. Về đây. Woo. Nào ôm nhau cái gì giờ? Không có gì đâu. Tạm biệt à. Đây. Em đã đi về rồi à? Ông này ông nào nói hơi nhiều rồi đấy. Mỗi ngày tụi nó ở đây có bao nhiêu anh em nào vô chơi nói. Tôi cảnh sát đây. À cảnh sát. Ra đây ra từ từ trước khi về anh em mỗi người gửi anh Linh 5.000 nhá. Rồi gửi lại lên đi. Thôi. Thôi không ấy là không đi nữa đấy. Cứ đứng yên đi, đứng yên. Rồi thêm 1.000 5.000 chưa. Đấy em bắn nhím. Ờ ok. Anh em đến đâu đấy? Em gửi nhá. Ok nhá. Em chỉ gửi nhá. Mày co vào đi đón đặt rơ mà. Ấy. Cứ gửi đi. Không thì để không khác được. Gửi nè, Linh nè. Ok nha. Ông Bảy Cò ơi. Nghe nè, anh em
đâu đây? Anh em đang nhà thôi. Anh em đang quán cũ này. Cho anh em nhờ. Được đấy. Mấy anh không nói sớm để bữa sau bọn em đem xe qua đón chứ. Hôm nay anh thấy bọn em phục vụ là không như hôm trước nhé. Hơi thất vọng tí. Kiểu chưa có được chu đáo là chưa có tình cảm lắm. Trời ơi, vậy chưa. Hôm trước là về quá. Được còn được hôn vào má cơ. Thế bây giờ người ta hôn vào môi nhá. Tao hôn cái nào? Hôn này, hôn nè. Tao như thế nào ấy nhờ? Đấy nè. Phải như thế, như thế nó mới chăm sóc kỹ chứ. Trời ơi, người đàn là mùi thơm thôi. Mùi polymer đấy. Thơm mùi gì hả vợ? Dạ, sao ạ? Thơm mùi gì? Thơm mùi rượu, thơm mùi whisky. Này, Bún ơi, Bún ơi, Bún ơi. Bún ơi. Có thư tình để phía dưới này này. Ê, thư tình của ai đây? Ghi cho ai đây? Ghi cho em, xe này của em mà. Ui giời ơi. Bữa nay bữa nay anh bảo này em xỉn rồi, để anh đưa em về nhá. Để anh đưa, để anh đưa em về, đưa không đưa chìa khóa đây, anh đưa em về đây, để anh đưa em về đấy. Anh em về 433 nhá. Hiện đi em bây giờ đây 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 433 anh em ơi, về 433 anh em ơi. Đâu có đây, để anh đưa em về nhá. Em xỉn như thế này làm sao mà chạy xe được, lên xe đi. Mở lại cái xe này. Đấy, đấy, được rồi đấy, được rồi đấy. Về 433 anh em ơi, 433 nhá. 433 nha. 433, 433 Hải ơi. Đấy, đây. Làm gì đấy? Về nhà mình. Nhà mình đó mà, nhà mình đó. Càng thế ở khiếp dàn siêu xe. Đi, 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 đi. Ê, từ 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 từ, còn người, còn đẩy người. Đẩy người Hải ơi. Đâu, vô cấp. Có đủ xe không anh ơi? Thế phải lấy thêm rồi. Xe này đứng lại. Đây đây đây, xe chị này. Ok nhá. Tới chưa anh em ơi? Em say chưa? Tỉnh rồi, giọng anh bây giờ có khi đang say em rồi đó. Trời ơi. Trời ơi. Anh không say em nhưng mà có thằng em của anh nó say em. Đấy. Thì để qua nhà bọn anh chơi xong rồi hai đứa nói chuyện làm quen với nhau nhá. Nó cứ bảo nãy lúc ra đi toilet nó cứ bảo với anh là ừ thích em quá không biết là như thế nào. Từ từ đã, xem nào, để em đàm lại cho chị em bảo em đi có việc tí nhá. Cứ đàm đi, bảo qua nhà bọn anh chị chơi ơi. Yên tâm không sao hết. Chị ơi em bị đội gang này đưa đến 433 ức hiếp chị ơi, 433 ức hiếp em, 433 cái gì đây? Đi, vô trong đi. Đây, đây, em vô đây. Vô đây vô. Anh em vào trong đi nhờ. Dạ, cũng được ạ. Ây da. Đấy nhờ. Anh em ơi, về đâu đi? 433, 433. 433, Hải ơi. 433, 433. Em cứ vào trong đi, em cứ nói nhiều ấy nhờ. Đây là địa bàn của bọn anh đấy. Kìa, thì em làm gì, em đã nói gì đâu. Em phải giữ chết anh là cho em đào về. Đây, cứ về nhà bọn anh chơi, có gì đâu. Xong này toàn thầu rồi. Nhìn em trông có chất đúng không? Bọn anh rất là lịch sự. Bọn anh rất là lịch sự, em yên tâm. Chất chơi đúng không? Vui mà có văn hóa. Đúng rồi, bọn anh có văn hóa. Bọn anh chỉ vô ba uống mà chạy thôi à. Này, anh bảo này bún vào đây, anh nói nghe. Không, em thích nói đây cho giải rượu anh trai ạ. Đây, anh bảo này, có thằng em tên là Quang Điếc. Nó bảo là nó thích Linh em ơi. Thì để tí nó về để nói chuyện với em như thế nào. Hai bên Linh tìm hiểu nhau. Mai hả? Linh đâu rồi, không về hả? Em nè, thì mọi người đứng ở đây nhá. Mọi người đứng ở ngoài nhá, nghe cái tiếng gì thì cũng đừng vào nhá. Ôi, yên tâm. Yeah, yên tâm đây. Thì tam bọn nhá. Anh là lịch sự cơ mà. Nói thật với tất cả các anh em là tôi yêu anh em mà. Anh em mà. Em cũng yêu anh lắm rồi nè. Thằng này nó xỉn rồi anh Bảy ơi, thằng này nó xỉn rồi. Anh em mình là tình nghĩa là cho nó này. Anh em mình là tình nghĩa cho nó. Đánh các em mà. Thằng nào mà đụng bên em là mẹ, thằng nào đụng bên em là chặt đó luôn đấy. Cái gì đây, cái gì đây? Em bị ốm khiếp. Cứu mẹ. Nào thằng Lao. Đã làm gì đâu. Cứu em, trời ơi, cứu. Ủa, mấy con. Ê kìa, ê kìa.
Có làm gì em đâu á kìa. Đã làm gì đâu. Đã làm gì đâu mà kêu cứu. Gầm với lại anh em hiểu không? Anh em một nhà. Cứu nè. Nói nhiều nè. Nói nhiều với chúng tôi nè. Em bị đánh, em bị đánh. Cái gì vậy? Cái gì nó la gì vậy? Quang ơi, nhanh đi Quang ơi. Lấy cái gì đánh vậy? Lấy cái gì đánh hả? Ấy chà. Gì chơi gọi cảnh sát tới luôn vậy? Trời ơi, chơi trái dữ vậy. Nào em. Quang ơi, cái em hồi nãy mày bảo mày thích nè, tao dẫn về nhà nè. Mày á. Kìa, đã làm gì đâu, đã làm gì đâu. Anh đừng làm em. Nè, bà này ăn vả lắm nha. Đừng làm em đâu, đừng làm em. Dậy đi em gái, dậy đi. Dậy đi, dậy đi, em gái này đi lạc vào đây này. Dậy này. Đau hết cả chân rồi, đau hết cả chân rồi. Em còn nè, cái gì đây? Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Lôn rồi, lôn thế sao? Quay cho hỏi ông bạn đầu hồng này ai nhờ. Ai đây là ai, giới thiệu cho anh qua. Quá cao lên, hỏi đây rồi. Hả? Lôn đi. Đây là đẹp vấn à. Gì đó Quang à? Ôi trời ơi. Ôi 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 ôi, vuốt lưng cho nó, vuốt lưng cho nó. Cả gió luôn đi, cả gió luôn đi. Tao lên con mạnh à mà cái thành lăn can luôn. Uống nhiều quá đi, uống bỏ cái tôi uống nhiều quá. Sao có xúc xích ở đây đi vậy? Cái bước vào đời uống này thì chết rồi. Tôi không biết luôn là cái gì đây, cái gì đây, đã ai làm gì em đâu. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, ai làm gì em đâu mà em không. Anh ấy đói chọc vào bụng em. Ai làm gì em đâu. Ôi mà không. Hả? Ai làm gì em đâu mà em không hả? Hả? Anh cái gì vậy? Ôi trời ơi. Có ai làm gì em đâu, có ai làm gì em đâu. Em gái qua qua phòng bên đây anh bảo. Nằm ghế đi, có nhiều đông lên. Ai biết. Ngoan nè. Ngoan nè, ngoan nè. Ngoài kia có bắt một kim tỏ nữa kìa. Gì đây? Ủa kìa, sao đây, sao đây, có chuyện gì nhỉ? Sao bây giờ, sao bây giờ. Sao bây giờ. Đi ba xong thiếu mất đứa em á mà. Trời ơi, đứa đứa em tính sao không có giao cho em tới giờ đây. Đây nè, tôi nói nè, đứa em cuốn. Coi ghê đó, tận tiếng khóc của con em từ bên trong rồi nha. Ghê tiếng nguyện của em gần là thảm thiết lắm nè. Nó tự nguyện. Nó tự nguyện mà nó khóc như vậy hả? Em của chị xỉn rồi, xong rồi nó bảo tôi đưa nó về nhà. Xong rồi tôi đưa về đây. Đấy, hỏi nhà nào nó bảo về nhà bọn anh cũng được. Ê, anh đâu, em đưa con em tới đây đây đi. Anh em quản lý không ngoài đi, em lấy xích đếm mèo về lâu rồi. Thôi nó không chịu ra, nó không chịu ra. Đi vào phòng trong, đi vào phòng trong. Đó là cái gì mà nó quỳ như vậy hả? Nó tự nó quỳ chứ ai bắt nó quỳ đâu. Tự nhiên quỳ xuống. Ờ, bọn tôi nãy giờ chả làm gì. Cho tất cả vạt nữa, chả hiểu sao. Đúng rồi. Ông ấy, để... ông ấy trong sau giang cho giang hồ gì có xe được không? Giang hồ bị hư xe đó. Trời ơi, giang hồ gì đây? Giang hồ bị cất xe rồi. Đó, cho giang hồ gì có xe đi. Tôi giang hồ mà xe đá không à? Ôi trời ơi, giang hồ xe. Sao vậy em? Cái chân có đau không? Chúng nó bắt em quỳ, chúng nó bắt em quỳ chứ. Nào 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 nào. Chị cái mặt lại gì đây nha. Nào. Có chuyện bắt em quỳ luôn. Quang Anh đây nhá, bắt em ngồi xúc bình xăng con chứ không bắt quỳ nhá. Ủa em vậy mà em nói gì đó. Đấy đó, sao em đây, sao động đó đây. Em tự quỳ nhá, em tự quỳ đó nhá. Trời ơi. Đi anh em nghỉ ra một đi. Anh em à, anh em à. Anh em à, tôi đi trước nha. Anh em chơi vui vẻ nha. Ok, mai gặp. Anh đang về chị ơi. Con mẹ mày ghê quá. Ngồi cá bông đếp à. Ngồi ghê đi. Về đi, về đi. Bây giờ em lấy xe chở sáng giờ kìa. Ổn ít rồi, uống nhiều quá.
đâu, chấm nhầm. Chấm nhầm ra cái nhà. Yên tâm, yên tâm, yên tâm. Mở cô. Từ từ từ, quay các xe, quay các xe. Đi đưa anh về của anh đó hả? Nè. Đưa chìa khóa cho em đó. Em nói xấu anh đó. Hải nó trong cốp với nhỏ nào kìa. Nó lao. Mở cốp, mở cốp, mở cốp kìa. Bút đi. Đâu chết. Ôi ôi dồi. Mấy cô cậu. Tới công chuyện luôn mà bây giờ. Đi du đi. Ôi trời ơi, băng hình băng gì vậy? Quay ra đi vậy.